Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh. Vì Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Pháp không tất cả Pháp thanh tịnh, hoặc Pháp không ngoại cho đến Pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Này thiện hiện, vì Pháp không tất cả Pháp thanh tịnh nên chân như thanh tịnh, vì chân như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Pháp không tất cả Pháp thanh tịnh, hoặc chân như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì Pháp không tất cả Pháp thanh tịnh nên Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định Pháp, trụ Pháp, thập tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh. Vì Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thanh tịnh, nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc Pháp không tất cả Pháp thanh tịnh, hoặc Pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh, đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Hết quyển thứ 214.